Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay thì như anh em thấy, mình sẽ lên cho anh em một clip các cái cục giải mã, toàn là cao cấp thôi nhưng mà giá thì thanh lý rất là rẻ luôn anh em nhé. Và tiếp đến là mấy bộ dàn mini, anh em thể nhìn thấy hôm nay mình sẽ lên 4 mã dàn mini cho anh em, có cả cao cấp và có cả những cái mã gọi là rất là thông dụng, đơn giản anh em nhé. Thì đầu tiên vào đầu video thì anh em lưu ý một chút được, số điện thoại của mình vẫn là đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ vào sản phẩm luôn. Thì đầu tiên của ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một con tai nghe của thằng Sony anh em ạ. Một trong cái mã khá là kinh điển của thằng Sony anh em nhé. Con này thì cái đặc điểm mà nổi trội của nó là pin nó dùng được khoảng tầm từ 10 đến 12 tiếng anh em nhé. Pin dùng cực kỳ bền và nó sử dụng cái chân sạc đời mới nhất bây giờ, chính là chân sạc Type-C anh em nhìn thấy đây. Chân sạc Type-C, tức là cái sử dụng những cái loại chân sạc mà đời cao chứ không phải còn là chân sạc 3 USB ngày xưa nữa. Con này thì chất âm cực ngon, đàm thoại ngon anh em nhé. Chất âm ngon, đàm thoại ngon. Và phương châm của Sony thì nó sẽ luôn luôn là chơi được đa thể loại nhạc. Và chất bass của Sony thì rất là ok, rất là căng anh em ạ. Và con này thì gần như mình bán khoảng tầm một vài chục con này rồi thì chưa một anh em nào phàn nàn. Chỉ có anh em mua về và mua thêm con nữa để tặng bạn bè thôi anh em nhé. Hiện tại con này về đợt này thì mình vẫn giữ giá bình ổn như đợt trước thôi. Thì vẫn là 700.000 cho một chiếc tai nghe anh em nhé. Giá thị trường của nó hiện tại bây giờ vẫn là hơn 2 triệu anh em ạ. Giá mới là hơn 2 triệu. Còn hiện tại bây giờ giá cũ thì là 700.000 cho anh em trải nghiệm cái chất âm của thằng Sony. Và con này thì mình nghĩ là xứng đáng với từng đồng tiền hạt gạo anh em bỏ ra thôi anh em nhé. Ok, thì đấy là một cái đồ lẻ duy nhất của ngày hôm nay thôi. Và tiếp đến đây thì sẽ là cái đống giải mã của ngày hôm nay. Như em nhìn thấy thì ở đây thì nó có một cái series ở đây. Đây là 5 con anh em nhé, 5 con Onkyo chơi USB. Thì con đầu tiên là Onkyo N7SX này anh em nhìn thấy không? Tiếp đến là Onkyo N7FX này, Onkyo N7SX lại tiếp này, N7FX tiếp. Và bên dưới này sẽ con Onkyo N7FX. Nói chung là cơ bản là những cái con đời cao của thằng Onkyo anh em nhé. Thì mình xin giới thiệu chức năng của con này sẽ như sau. Con này sẽ chơi MD này, chơi CD này, chơi USB này, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX. Và con này có cái giải mã 24 bit chuẩn theo chuẩn chip giải mã PCM đời mới bây giờ anh em nhé. Cho ra chất âm rất là chi tiết anh em ạ. Cục dàn cũng khá là ổn định, ngoại trừ nói chung là nó cũng không thể nào tránh được một vài vết xước xấu. Ví dụ như con này volume nó sẽ bị xước anh em nhé, anh em nhìn đấy. Và có những con đẹp, anh em nhìn đây, có những con đẹp anh em nhé, có những con nó đẹp, đẹp xuất sắc hơn đúng không? Quan trọng là anh em nào mua trước thì là sẽ được chọn con đẹp đúng không? Thì ở đây nó có hai vấn đề. Một là có con thì chạy MD rất là ngon anh em nhé. Và xin lỗi anh em, giới thiệu trước là tất cả 5 con này anh em nhé, 5 con bên dưới này, 5 con chơi USB này đều không chạy CD tất anh em nhé. Nhưng có những con thì chạy MD, đọc ghi MD rất là ngon. Và có những con thì CD, MD đều không chạy đúng không? Chỉ chơi USB này, kết nối điện thoại máy tính TV này và giải mã qua Smart TV xuống thôi đúng không? Nhưng bù lại, đây anh em nhìn, tổng thể con này cũng rất là đầm anh em nhé. Công suất của nó như nhau, thế là mình xin phép chỉ giới thiệu một con thôi, để cho nó ngắn gọn cho anh em để biết được chất âm con này. Thứ nhất là con này đánh những cặp loa khoảng tầm bát khoảng tầm 25cm trở về thì rất là căng luôn anh em nhé, rất là ok. Công suất của cục dàn ra 55W điện nguyên bản 100V này, kẹp anten MFM này đúng không? Súp điện ao có này, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm anh em nhé. Và đây là optical in phục vụ giải mã 24 bit là các đường line layout đầy đủ anh em. Con nào cũng vậy anh em nhé. Con nào cũng thế, nên là mình chỉ giới thiệu một con ở trên cùng thôi. Đây con N7SX anh em nhé. Thì như anh em nhìn thấy thì con N7SX ở bên trên này thì MD chạy ngon, CD thì kén đĩa rồi. Giải mã thì cực kỳ hay anh em nhé. 4-5 con này giải mã là chất âm như nhau, cho ra chất âm rất là chi tiết và hay. Đọc USB ngon, đúng không? Giải mã ngon, kết nối điện thoại máy tính TV ngon, đánh sầm sập luôn, MD chạy ngon. Con này hiện tại mình đang để cho anh em 1.800.000 anh em nhé. 1.800.000 cho cái mã Onkyo N7SX này. Onkyo N7FX ở bên dưới thì cũng là đồng giá luôn. Con này cũng MD chạy ngon, CD thì kén đĩa, USB chạy ngon anh em nhé. 1.800.000 đúng không? Con bên dưới này là con N7SX ở bên dưới này, thì là con này thì CD, MD đều kén đĩa bỏ, chỉ mua về sử dụng làm giải mã.
hoặc là anh em chơi USB hoặc là kết nối loa vào đánh luôn thôi anh em nhá, đánh luôn. Đấy, thì con này là 1.500.000 anh em nhá. 1.500.000 con này. Tiếp đến con này là con Onkyo N7FX. Thì con này cũng chơi MD tốt, CD con này thì kén đĩa, chơi USB tốt, giải mã tốt. Thì con này mình cũng để cho anh em là 1.800.000 anh em nhá. Con dưới cùng này thì con là cũng không chơi MD, không chơi CD, chỉ giải mã thôi, kết nối USB. Mọi chức năng hoạt động còn lại nó ok. Thì mình cũng để cho anh em giá là 1.800.000 anh em nhá. Và trong cái chồng này thì có con một con hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, chính là con Onkyo X7 anh em ạ, một trong số những cái mã kinh điển của thằng Onkyo về giải mã anh em nhá. Con này thì mình xin phép giới thiệu sơ qua chức năng như sau. Con này thì CD đọc cực kỳ ngon, chạy mắt 213 anh em nhá, rất là lành luôn. Nhưng MD con này thì nó hơi kén đĩa một tí, ok cho anh em. MD cũng hơi kén đĩa một chút, đúng không? Giải mã 24 bit từ Smart TV xuống và nó sử dụng một chip giải mã cũng là PCM, nhưng mà PCM đời trước con này anh em nhá. Đời trước con này. Nói chung cho chất âm khá là hay, FM này sẽ đủ 108 và cục dàn con này cũng sẽ đánh tốt những cặp loa bass khoảng tầm là 25 cm trở về. Công suất đây 48W điện nguyên bản 100V và X7 nó vẫn là made in Japan anh em nhá. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa siêu rộng luôn, súp điện out, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit. Antenna FM phục vụ nghe đài, các đường line in layout đầy đủ, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé. Hiện tại cái mã này thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt là chỉ có 1.400.000 thôi anh em nhé. Mắt CD thì chạy mắt 213 siêu lành luôn, tích hợp sẵn ở trên này sẽ là công nghệ D-Link và băng tần Wired độc quyền rồi. Và tất cả những con cao cấp này cũng thế anh em nhé. Này, băng tần Wired độc quyền và công nghệ D-Link, Link 2 luôn chứ không phải Link 1 nữa anh em nhé. D-Link gọi là version 2. Ok chưa anh em? USB thì đọc MP3WMA. Anh em nào thích ngon bổ rẻ thì chơi những con này anh em nhé. 1.500.000 và 1.800.000. Và con Onkyo X7 này thì là 1.400.000. Ok. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là series dàn mini gửi đến anh em. Thì đầu tiên là cái mã dàn số 01, một trong số những con rất là cao cấp đến từ thương hiệu Denon anh em ạ. Con này là con Denon sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu anh em nhé. Chính là con Denon MX11. Thì anh em đã biết rồi. Con MX11 này thì là một con làm để sản xuất xuất cho thị trường châu Âu. Thế là nó sẽ thuê những nhà thiết kế của châu Âu để thiết kế ra con này. Và thiết kế nó cũng có một cái nét đặc biệt khác hoàn toàn so với những con Denon cùng phân khúc khác anh em nhé. Đây, chức năng của con này thì mình xin phép giới thiệu như sau. Thì con này anh em nhìn thấy mặt trước của nó rất là đơn giản đúng không? Rất là hạn chế, rất là ít nút anh em nhé, rất là ít nút. Con này chơi CD này, CD chạy mắt 213 cực kỳ lành anh em nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, TV rất là ok. Mặt thì toàn bộ là mặt nhôm phay tất anh em nhìn. Toàn bộ là mặt nhôm xước và thiết kế kiểu rất là bóng mượt đúng không? FM, AM đủ 108 này, super chỉnh được súp chế độ super bass này, bass này và chép riêng biệt anh em nhé. Đấy, và có chế độ direct nhưng mà âm ly chuyên nghiệp. Ok chưa anh em? Dò đài các kiểu ở trên mặt tất. Đây cục dàn đây. Em nhìn cục dàn đẹp anh em nhé. Có một vết xước nhỏ ở đây và tí cái vết này mình sẽ phải giảm giá cho anh em rồi. Và con này hàng đấu giá anh em nhé. Hàng đấu giá. Cấu hình loa, loa sẽ bao gồm một con bát đường kính là 14 cm anh em nhé. Bát này là bát lòng chảo này, gân cao su zin, bát lòng chảo. Anh em nhìn những con bát này thì anh em mình thậm chí là có thể đựng nước mắm ở đây để chấm được anh em nhé. Đựng nước mắm chấm được và không bao giờ sợ trẻ con đấm móp núm. Đấy, đây vấn đề thế. Con này thiết kế chuẩn châu Âu luôn. Bên trên thì là con chép đôm từ neo của thằng Denon cho âm chép thì cực kỳ thánh thoát. Cọc e căng toàn bộ là cọc kim loại tất và thùng này, thùng là nó phủ, nó dán đề can bóng lừ luôn anh em ạ. Thùng dán đề can siêu đẹp luôn. Con này là một trong số những con mình đánh giá là nó thiết kế cặp loa cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Công suất của loa sẽ là 50W một chiếc và trở kháng là 6 ohm. Một cặp thì sẽ là 100W và thụt hơi phía sau. Và với như anh em nhìn thấy thì cọc loa của nó này, anh em nhìn đúng không? Cọc loa toàn bộ là cọc bắp chuối, nhựa trong suốt tất anh em nhé. Cọc này là dòng cọc chỉ xuất hiện trên những con cao cấp thôi, những cặp loa cao cấp thôi. Bên trong là đồng nguyên khối này. Đấy, một cặp sẽ 100W và chơi tốt những phòng diện tích 40m2 trở về. Công suất của cục dàn thì sẽ là 50W và điện nguyên bản 100V. Anh em cũng sẽ nhìn thấy cọc loa bắp chuối xuất hiện trên cục dàn này đúng không? Kẹp antenna FM phục vụ nghe đài và con này nghe đài siêu nét luôn anh em nhé. Các cái đường line in layout đầy đủ anh em nhé. Con này có optical out này và con này sẽ có thêm một cái cổng gọi là PC in anh em nhé. Cổng PC in là cổng gì? Cổng PC in chính là cái cổng mà kết nối máy tính thì sẽ nhận được sao cả anh em nhé. Nhận thành sao cả trên máy tính và anh em chơi nhạc lốt từ máy tính xuống thì bao phê luôn anh em ạ. Rất là hay luôn. Nguồn nhạc máy tính thì gần như là vô tận rồi đúng không anh em? Không phải mua đĩa không biết gì hết. Chơi nhạc xuống từ đấy tận dụng được con giải mã con này. Rồi. Hiện tại con này bình thường con này thì giá nó rơi vào 4.500.000 anh em nhá. 4.500.000 cho cái mã này.
Nhưng mà vì cái vết xước ở đây, anh em sẽ nhìn thấy một cái vết xước ở trên lưng anh em nhé. Vết này cũng nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì cả. Thì mình sẽ xin phép thanh lý cho anh em con này chỉ còn 4.300.000 anh em nhé. 4.300.000 cho mã Denon MX11. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe luôn. Có rất nhiều anh em xem video thì mình cố xem hết cái sản phẩm này rồi gọi điện hỏi giá đúng không? Mình thường là video mình sẽ báo giá toàn bộ trên video rồi, anh em không giờ phải hỏi giá đâu. Tại vì giá là mình bán chuẩn cho giá video đấy anh em nhé. Rồi, mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm này nhá. Giật cả mình. Ok chưa anh em? Anh em nghe cảm nhận cái giọng nam lên từ bộ này, giải mid nó rất là dày anh em nhé. Nghe giọng nam ấm rất là sướng ở trên những con Denon. Và mình đánh giá Denon thì nó chơi được khá là đa dạng nhạc. Với những cái dòng nhạc mà anh em thích chất bát mà nó chắc chắn ấy, thì Denon chơi cực kỳ phù hợp. Đấy. Rồi, đấy mã số 01 Denon MX11 với cái giá là 4.300.000 anh em nhé. Tiếp đến cái số mã số 02 ở đây thì chính là một cái mã sản phẩm đến từ thương hiệu Aiwa. Anh em của thằng Sony anh em nhé. Aiwa với thằng Sony thì gần như nó là một luôn anh em ạ. Nó là một luôn, nhưng thương hiệu Aiwa chỉ bán hầu như nội địa thôi. Chứ còn quốc tế thì gần như là không có. Quốc tế nó là thằng Sony rồi. Aiwa nó thằng em thằng Sony anh em nhé. Một công ty con thằng Sony thì đúng hơn. Rồi. Con này là con Aiwa MJ11 anh em nhìn thấy ở đây. Nó sẽ có hai kim vu điện tử nhảy rất là đẹp anh em nhé. Màn hình thì toàn bộ màn hình LCD. Đấy. Con này thì mình xin phép giới thiệu các chức năng nó như sau. Chơi MD cực kỳ ngon, chơi CD ngon anh em nhé. Chỉnh cấu hình loa các giải EQI trực tiếp ở các nút trên mặt và các nút tùy chỉnh ở đây luôn. Đấy, mặt cực kỳ tiện, đúng không? Con này thì có cassette nhưng thường cassette mình sẽ không bao. Anh em hết sức thông cảm giúp mình để không có thời gian dọn cassette anh em nhé. Đấy, cục dàn nó rất đơn giản thôi, các phím ở trên mặt này. Màn hình to, đẹp, rõ nét, rất phù hợp với những anh em trẻ trung chơi những con này. Thay loa vi tính là rất ok anh em nhé. Cấu hình loa sẽ bao gồm có loa bát đường kính là 12 cm, dòng gân cứng anh em nhé, dòng gân lụa tẩm dầu cứng. Và dòng gân này thì anh em lưu ý một chút là cái âm bát nó rất âm tính anh em nhé, nó âm vào trong, mình nghe nó âm bát nó có một cái độ gì đấy mà nó thụt rất là sâu đấy. Bên trên là con chép siêu tần của thằng Aiwa anh em nhé. Và tất cả cấu hình nội bộ này từ mạch bên mạch là Sony tất anh em nhé, là Sony tất chứ không phải Aiwa đâu. Phía sau, công suất của cục dàn sẽ là 55W điện nguyên bản 100V kẹp anten FFE và con này sẽ đủ 108 cho anh em dò full đài Việt Nam luôn. Kẹp loa sẽ đánh loa trở kháng tối thiểu là 6 ohm. Súp điện ao có này, đây là kẹp cổng AUX để kết nối thiết bị bên ngoài. Nhưng hôm qua có một anh là hỏi là cổng kết nối AUX là gì. Thì xin thưa với anh, cái AUX chính là cái nó có dây nhá. Cái nó có dây với điện thoại, có thể sử dụng cổng 3.5 hoặc sử dụng đây rắc qua sen này để kết nối là chuyện. Đấy là cổng AUX. Đây, và cấu hình loa thì không thấy ghi công suất nhưng ghi trở kháng là 6 ohm. Vậy một cặp thì sẽ là, mình ước tính một chiếc thì sẽ là 50W và một cặp sẽ 100W, chơi tốt những phòng diện tích 30m2 trở về anh em nhé. Và cái mã số 02 MJ1 này hiện tại mình đang để cho anh em cái giá cực kỳ tốt là chỉ có 1.400.000 thôi anh em nhé. 1.400.000 cho mã này. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Oh,
chặt em lúc này không buông tay để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Ok chưa anh em, mã số 02 Aiwa MZ10 với cái giá là 1.400.000 anh em nhá. Tiếp đến bên này thì chính là cái mã Sony. Con này chạy CD ngon luôn, gắn Bluetooth đêm gì nhỉ? Hả luôn. Con này CD chạy ngon. Đây chính là một cái mã đời cao đến từ con Sony, chính là con Sony M35 anh em nhá. Một trong số những cái mã mà được đóng logo của thằng Walkman ở đây này. Con này CD chạy ngon luôn này, chắc là nhầm này. Đây. Sony M35 đi kèm với cặp loa khá là ngon, bên Nhật nó ghép sẵn rồi anh em nhé. Cặp loa cũng của thằng Sony luôn, bass to hơn loa gốc của nó này, ghép sẵn trước luôn. Đấy, em mình này CD đọc ngon mà. Luôn chắc tưởng con này CD không đọc. Mình sẽ giới thiệu sơ qua chức năng con này như sau em nhé. Màn hình con này thì nó đổi màu được, nhưng mình chưa tìm ra cái nút đổi ở chỗ này. Đổi màu được, đổi lên màn hình nhìn bên ngoài nó sẽ nét hơn nhiều anh em nhé. Bên ngoài, bên trong video nhìn nó sẽ bị mờ, nhưng bên ngoài nhìn nó rất là nét luôn đấy anh em ạ. Rồi, chức năng con này mình sẽ giới thiệu như sau. Con này chơi MD này, chơi CD này, chơi cassette này anh em nhé. Kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng AUX và có một cổng USB ở đây. Nhưng mà mình sẽ bao cho anh em chạy CD ngon, kết nối điện thoại, máy tính, TV ngon anh em nhé. Và cổng USB ở đây nó chỉ phục vụ để kết nối Walkman thôi anh em nhé, chứ không phải phục vụ kết nối bộ nhớ USB ở đây để nghe nhạc đâu. Anh em lưu ý một chút như thế. Thì đấy chức năng con này. Còn kết nối điện thoại, máy tính, TV thì anh em có thể sử dụng cái cáp kết nối này. Và cáp này thì mình sẽ tặng kèm cho anh em luôn khi anh em mua cả bộ này anh em nhé. Cáp cắm ở đây này. Đấy, anh em kết nối có dây với cả con này thì có thể kết nối máy tính, điện thoại, TV thoải mái luôn. Và nhất là anh em mình muốn sử dụng Bluetooth thì có thể mua thêm cục Bluetooth này nữa. Với giá trị là 200.000 một cục này thì anh em sẽ chơi được tất cả các cái thiết bị bộ âm thanh ở nhà mà chưa có Bluetooth thì mua thêm cục này về là thành Bluetooth luôn anh em nhé. Kết nối điện thoại nó rất là tiện mà không cần có dây nữa. Thì 200.000 một cục anh em nhé, 200.000 một cục này. Còn bộ dàn cấu hình mình xin phép giới thiệu tiếp như sau. Thì con này có cái loa. Loa của đường kính của nó thì sẽ là 13 cm anh em nhé. Màng giấy này. Gân chất con này thì rất là êm anh em nhé, gân zin rất là ngon. Và chất âm con này mình phải đánh giá là một trong số những con cho chất âm thì khá là sang tiếng anh em nhé. Phải dùng từ sang tiếng tại vì thì dòng Sony này thì nó có những con nhiều bát quá, những con ít bát quá, à không, những con nhiều bát quá, những con nhiều mít quá. Thì con này nó ở mức trung lập anh em nhé, chơi đều tất cả các giải, kể cả giải chép của con này nó chép siêu tần cũng khá là sáng tiếng. Đấy, thu vách thì rất là ok đúng không? Chất bát thì vừa đủ để cho anh em chơi đủ được tất cả các loại nhạc, kể cả nhạc mạnh lẫn nhạc yếu. Đây phía sau. Công suất của loa thì không thấy ghi, thấy chở khá là 6 ohm thôi, nhưng mình công suất của cặp này thì mình đánh giá là khá là căng. Công suất chắc là phải tầm 70W một chiếc ấy. Thôi cứ tính là 50 thôi. Một cặp sẽ là 100W anh em nhé. Công suất cục dàn sẽ là 45W điện nguyên bản 100V, kẹp loa này, kẹp anten FM này. Riêng cục dàn thì đánh rất là căng, đánh những cặp loa bass 25cm luôn anh em nhé. Và cái bộ này hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em với giá cũng chỉ có 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000 cái bộ này và chơi cực kỳ hay luôn. Mình play thử nhạc cho anh em nghe luôn. Chơi siêu hay luôn. We'll be right back.
soát em lúc này, giữ soát em lúc này, không buông tay để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng. Rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc. Sau nhiều năm nói đường, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai, sai từ ngày lúc đầu vì yêu em quá đậm. Ok chưa anh em? Yêu đậm sâu thì mã số 03 là 1.400.000 anh em nhá. Tiếp đến con cuối cùng ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh em một con dàn rất là VIP luôn, chính là con Onkyo UN9 anh em nhá. Một trong số những cái mã gọi là hết gái số của thằng Onkyo luôn. Một trong số những mã đời cực kỳ cao của Onkyo anh em nhá. Anh em lưu ý một chút là bên Nhật họ đã đi kèm với cặp loa này, sẽ là đi kèm với cả cục dàn này. Đã là một cặp loa NX10 rất là VIP rồi. Cặp này là cặp rất là cao cấp của thằng Onkyo anh em nhé, đi kèm với cái bộ dàn rất là cao cấp luôn. Và bên Nhật nó ghép sẵn như này để cho anh em rồi. Thì mình sẽ phép giới thiệu chức năng này như sau. UN7 thì anh em sẽ gặp rất nhiều trên mạng, nhưng mà UN9 là một trong số những cái mã dàn mà rất là hiếm ở trên mạng, tại vì nó sản xuất rất là ít và giá cái thời điểm xuất xưởng rất là cao, nên thành ra là rất ít anh em mua được. Con này thì sẽ chơi MD tốt anh em nhé. Con này chơi MD tốt, chơi CD tốt, chơi DVD tốt. Một trong số những con hiếm hoi của thằng Onkyo chơi DVD được. Đây. Có giải mã 5.1 anh em nhìn, Sitten giải mã 2.0 này, giải mã phục vụ nghe nhạc này. Đây. Và giải mã mono luôn này. Tethered này, đây phục vụ anh em giải mã 5.1 đây này, anh em nhá. 5.1 đấy, TD này, rất nhiều chế độ direct này, có chế độ direct. Tách. Đây, Sitten, anh em nghe nhạc sẽ để Sitten anh em nhá. Các công nghệ tích hợp trên con này này, băng tần Wirat độc quyền này, anh em nhìn thấy không? DVD video audio này, Super Audio CD này. Donbo Digital này, Digital DTS này, Surround này, Theremin Third này và Theremin Demino. Nói chung là tất cả các công nghệ cao cấp thì gần như là có tất ở trên con này anh em nhá. Không thiếu bất kỳ công nghệ nào. Còn cấu hình loa thì sao? Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 13 cm anh em nhá. Gân này là gân lụa tẩm dầu này, gân lụa tẩm dầu và dòng gân xếp siêu mỏng luôn. Cái dòng này thì anh em mình dùng đến 47-49 năm chắc cũng chưa hỏng được anh em nhá. Mang toàn bộ là sợi keva. Anh em nhìn sẽ là toàn bộ sợi keva, lòng chảo không có lúm luôn, ấn thoải mái em nhé. Bên trên này sẽ là con đôm mũi đạn, cái dòng đôm cao cấp nhất của thằng Onkyo tính đến thời điểm hiện tại bây giờ, được sử dụng trên cả những con loa cao cấp nhất của thằng Onkyo anh em nhé. Đây, và loa sẽ được phủ một lớp sơn PU màu đen bóng tất anh em ạ, bóng tất. Anh em nào thích bóng lại thì mua mang về phủ sơn phủ bóng lại, nó sẽ bóng tuyệt vời luôn anh em nhé. Còn đây mình vẫn đang để nguyên zin, vẫn nguyên zin bên kia về. Thì nói chung là những cái dòng sơn PU này thì nó sẽ có một cái vài vết chày, gọi là chày xước lông chuột đấy anh em, sẽ có anh em nhé. Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, thì một cặp sẽ là 140W. Và với những con loa trở kháng 4 ohm thì như anh em biết rồi, trở kháng nó thấp thì biên độ dao động màng loa rất là lớn và gần như các giải âm nó lên được tuyệt đối anh em nhé. Nếu mà lên mình nói về nghe nhạc thì loa trở kháng càng thấp thì nghe nhạc nó sẽ càng hay anh em nhé. Cục dàn công suất là 66W điện nguyên bản 100V và con này vẫn made in Japan luôn anh em nhìn thấy không? Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Kẹp anten IMFM này, các cái đường line in line out kết nối đầy đủ anh em nhá. Và có cả xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config thành bộ dàn được 5.1 luôn. Và đây là cái cổng anh em rất là quan tâm này, cái cổng optical in để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhá. Và cục dàn này đánh siêu căng, cục dàn này đánh được cả những cặp loa bass 30 cm luôn. Đánh siêu căng luôn và cho chất âm cục này thì nó vào dạng chiếu trên đẳng cấp nhé anh em nhé. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Mã dàn này hiện tại mình đang để cho anh em với cái giá là 5.500.000 anh em nhé. 5.500.000 đấy. 5.500.000 cho bộ Onkyo UN9 này, cả full combo luôn, bảo hành trọn gói 1 năm cho anh em yên tâm sử dụng anh em nhé. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này, còn nghe siêu hay luôn, phải công nhận con này hay anh em.
Ok chưa anh em? Chất âm này thì nói chung là vào hạn chiếu trên rồi anh em ạ, không điểm gì chê con này đâu. Đây là mã số 04 anh em nhé, Onkyo UN9 với cái giá là 5.500.000. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào anh em.